Xin chào tất cả các bạn, hôm nay bếp nhà của Sắc Màu Cuộc Sống lại tiếp tục là một món ngon bình dị gần gũi với chúng ta lắm Đó là bánh canh tôm làm bằng bột sắt và nấu với nước cốt dừa thơm thơm béo béo của nước cốt dừa, mềm mềm dai dai từ sợi bánh canh và hương vị đậm đà đặc biệt từ tôm, hành lá, tiêu và nước mắm ngon. Khi mà nấu xong rồi thì cho ra nồi bánh canh vừa đậm đà hương vị vừa đẹp mắt, đẹp tự nhiên từ cái màu vàng của gạch tôm. Nếu mà bạn nào yêu thích thì cùng mình vào bếp nấu nhanh gọn lẹ lắm luôn. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị cái phần tôm vì mình cần cái gạch tôm cho nên mình dùng tôm nguyên đầu, mình mua tôm trong đông đá, chờ tan đá rồi mình bóc vỏ và chẻ cái sống lưng rồi rửa cho thật sạch cho ra rổ để ráo. Sau khi mà mình cho tôm ra rổ để ráo rồi thì mình chuẩn bị một cái tô, mình đập dập khoảng hai tép hành lá ha đập dập băm nhuyễn hoặc là vài củ hành tím sắc nhuyễn cho vào tôm mình chia ra làm hai phân nửa mình sẽ sắc khoanh khoảng 1 cm còn phân nửa mình để nguyên con tôm nhiều hay là tôm ít băm nhuyễn hay là để nguyên con thì tùy sở thích của từng nhà gia vị kế tiếp để ướp vào tôm gồm có là bột ngọt dầu mè đen nước mắm ngon và tiêu phần dầu mè đen nếu bạn có và bạn thích thì bạn cho vào còn nếu như bạn không có thì gia đình nếu mà có hành phi hay tỏi phi bạn cho một tí xíu vào để tăng hương vị thì đều được và ngon nếu mà có dầu mè thì khử mùi tanh của tôm rất là tốt và không có thì cũng không sao vì mình đã có cái gia vị chính là tiêu, hành lá và nước mắm ngon thì cũng đủ đậm đà rồi và gia vị này là không thể thiếu nha các bạn. Trộn đều cho tôm ngấm đều trong gia vị rồi mình lấy màng bao thực phẩm mình bao lại cất trong tủ lạnh. Kế đến là cái phần bột bột thì hôm nay mình sử dụng bột gạo và bột năng của Vĩnh Thuận. Đúng ra là bánh canh bột sắt thì chỉ làm bột gạo, nhưng mà mình thích cái sợi bánh canh nó có cái độ trong và dai nhẹ, vì thế mà mình thêm một tí xíu bột năng. Còn nếu như bạn nào không thích độ dai của bột năng thì mình làm hoàn toàn bằng bột gạo không, đều ngon nha. 250 g bột gạo và mình thêm vào là 50 g bột năng, mình nấu cái liều lượng bột này là cho ra 4 tô bánh canh đặc biệt à, đặc biệt là cái tô to to đó nha các bạn. 250 g bột gạo, 50 g bột năng, mình nấu 350 ml nước sôi, nước vừa sôi là các bạn chế vào liền và mỗi một lần chế thì mình chế một ít thôi, khoảng vài chục à ml nước thôi. Rồi mình lấy muỗng mình khuấy đều, rồi mình tiếp tục mình rưới thêm một ít nước sôi nữa. Các bạn nhớ là rưới nhẹ, rưới từ từ, rồi lấy muỗng khuấy và cái thao tác này các bạn tiếp tục cho đến khi nào các bạn nhìn thấy cái thao bột của mình nó có cái độ ẩm hoàn toàn và nó ít cái bột khô rồi đó ha thì mình mang bao tay vào vì mình chế trực tiếp nước sôi cho nên là trong bột nó có độ nóng hoặc là khi cái chỗ nào mà nó còn ẩm của nước sôi thì để cho chắc ăn thì mình mang cái bao tay vào còn nếu như bà bạn nào không có sợi nóng thì các bạn không mang bao tay hoặc là các bạn có thể dùng cái muỗng á các bạn khuấy đều rồi chỗ nào mà bột nó hơi nhão nhão thì bạn lấy cái muỗng bạn đè bạn tán tán ra chờ cho cái bột nó ấm lại thì thì mình nhồi bằng tay không, không dùng bao tay. Khi này mình còn được một ít nước ở trong cái ấm nước sôi thì bạn thấy chỗ nào khô thì mình thêm và nếu mà mình thấy bột của mình đã vừa rồi thì bạn không chế nữa và nếu như lỡ tay bạn chế nhiều, bạn thấy bột hơi nhão thì bạn đừng có lo lắng, bạn rưới cái bột khô và tiếp tục nhồi ha. Lỡ như các bạn không có lường nước kỹ và bột bị nhão thì bạn cứ cho cái bột khô vào bột gạo khô đó ha. Nhồi đến khi nào mà nó thành một khối bột mịn thì mình cho ra thớt cái thớt phải khô và các bạn cho một chút xíu thôi bột khô, bột gạo khô đó các bạn, thoa đều qua cái phần thớt và chấm một tí xíu nhẹ vào cái bàn tay của mình để tay mình không dính bột. Rồi mình chia ra làm ba, mình dùng một cái cán bột thì cái cán bột các bạn cũng xoa nhẹ ha, một phần bột khô thôi không cần phải nhiều cán rất là dễ dàng luôn các bạn. Còn nếu mà bạn nào không có cái cây cán bột, các bạn có cái chai uống nước mà tròn tròn, chai sành nặng nặng đó ha thì mình rửa sạch lau khô rồi mình cũng thoa bột khô và mình cán đều qua là xong. Cái độ dày khoảng chừng này là vừa vặn nhất rồi sắc dài hay là sắc ngắn. Tùy sở thích, các bạn thích cái bề ngang của cái sợi bánh canh to hay nhỏ Nhưng riêng với bản thân mình thôi Thì mình sắt cái sợi như thế này là mình thấy vừa vặn nhất Và cái dao các bạn thoa một ít xíu bột khô Sắt rất là nhanh và dễ luôn Bạn nào kỹ mà muốn sợi phải điều bon Thì cái phần rìa nào bạn không vừa ý đó ha Ví dụ cái rìa này thì mình cắt cho nó ngay ngắn lại rồi cái thao tác này mình sắt cho đến hết À, bánh canh thì mình cho ra dĩa ha rồi mình chuẩn bị mình nấu nồi nước sôi cái nồi nước sôi thì hôm nay như hồi nãy mình có nói với các bạn thì mình nấu là hai lít rưỡi hai năm lít cho vào một muỗng cà phê muối mình nấu cho sôi và kế tiếp là chuẩn bị một lon nước cốt dừa trong khi chờ đợi cái nồi nước sôi thì mình sẽ mở cái bếp khác mình đi phi cái uh, um, phi vàng cái hành để mà mình xào cái tôm mình trước còn nếu như bạn nào mà chỉ có một bếp thôi thì mình xào cái tôm trước hay là xào sao đều được hết nha. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo cho nóng lên, cho dầu vào và phi cho nó vàng và thơm đều hành ở trong dầu. với cái cách xào này thì cái gạch tôm nó sẽ ra màu vàng và mình cho vào sau cùng thì nó vừa có màu vàng đẹp và mình ướp tôm trước nó đậm đà hương vị hơn là bạn luộc tôm rồi mình lấy cái nước luộc tôm thì nó sẽ không ra cái màu vàng À, của gạch tôm ha các bạn à, và tôm của mình thì nó cũng không có ngấm đều ở trong gia vị giống như thế này thì tùy sở thích của từng nhà các bạn làm sao cũng được miễn mình thích là được quan trọng là ngon và hợp khẩu vị với từng nhà nhé khi mà mình xào đều rồi thì à... Mình chờ cho tôm nó ngắm đều, nó rút ở trong gia vị Vừa chín tới như thế này thì mình tắt bếp Không cần xào quá lâu để mình giữ cái độ giòn cho tôm nó ngon Và mình quay lại cái nồi nước sôi Cái nồi nước sôi khi lên tim như thế này vẫn chưa được nha các bạn Các bạn đợi sôi mạnh như thế này nè Rồi mình lần lượt mình cho bánh canh của mình vào Khi mà các bạn đợi cái nước nó sôi à, Mình hay gọi là sôi ụt ụt đó Thì cái nước á, giống như nó đẩy cái sợi bánh canh của mình lên và bánh canh mình ít khi bị đóng ở dưới đáy nồi lắm các bạn. Còn nước sôi vừa lên tim nhỏ nhỏ mà mình thả vào thì dễ bị đóng ở dưới đáy nồi hơn ha. Và mỗi một lần mình cho bánh canh vào các bạn cho khoảng 5-7 sợi bánh canh thôi, đừng có cho và cứ từ từ thả vào, từ từ thả vào thì các bạn sẽ thấy cái phần thả trước khi mà nước sôi đó thì nó sẽ nổi lên trên mặt. Với cái thao tác như thế này mình nhắc lại một lần nữa, mình đợi nước sôi thật mạnh và cho bánh canh vào từ từ, tự động cái sợi bánh canh các bạn thấy nó sẽ nổi lên trên mặt nước và khi bạn cho cái phần sau cùng vào, khoan đã lấy đũa khuấy nha. Các bạn chuẩn bị một cái sạn nha, đừng có dùng đũa và chờ cái sợi bánh canh ở trên mặt mà mình cho vào sau cùng đó nó phải ngấm đều ở trong nước sôi. Từ từ các bạn nhìn nè, đó. Khi mà cái lửa sôi mạnh đó thì bánh canh nó tự động nó ngấm ở trong nước sôi mình khi mà mình thấy sôi mạnh như thế này rồi thì mình đã nhẹ nhàng mình đưa cái sạn vào mình kiểm tra coi có sợi bánh canh nào đóng dưới đáy nồi hay không. Thường là không có nhưng mà để cho chắc ăn thì mình rà nhẹ nhẹ ra đều ở dưới đáy nồi ha nếu mà không có thì các bạn khuấy nhẹ nhẹ cho cái bọt nó đừng có trào các bạn đừng có sợ là cái bọt nó trào ra ngoài khi mà luộc bánh canh á các bạn chọn cái nồi to to đi nhé để nó không có quá đầy á thì mình luộc bánh canh khi mà cái sôi mạnh như thế này nè mình yên tâm lắm bọt nó không có trào ra ngoài và khi này đã thực sự sôi mạnh và bánh canh đã ngấm đều ở trong nước sôi và nổi đều trên mặt nước rồi đó thì mình bớt lửa lại còn phân nửa nhé ví dụ lò mình số 9 thì bây giờ mình bớt xuống còn số 5 thôi rồi mình vớt bọt từ từ thôi mình vớt bọt cho thật sạch các bạn thấy không à, mình cũng táo một tí xíu bột khô và để mình sắc bánh canh nhưng mà khi mình thả bánh canh vào cái sợi bánh canh của mình rất là trong và cái nước luộc bánh canh á, nó cũng rất là trong nó không có bị đặc hay là nó không có bị đóng ở dưới đáy nồi gì hết và khi này là cái mẹo nhỏ cho bạn với cái cách làm như thế này các bạn dễ canh nước lắm Bây giờ mình luộc bánh canh khoảng 5 phút trong nước sôi khi bánh canh nổi đều Và bạn nhìn cái sợi bánh canh của mình trong ngần Tức là bánh canh của mình đã chín Thì bây giờ mình kiểm tra lại một lần nữa coi cái lượng nước mình vừa ý chưa, vừa nước vừa cái tùy sở thích của từng nhà Có nhà thích ăn bánh canh phải đặt sánh lại À, có nhà thì thích ăn phải loãng à, và nước nhiều nhiều một tí À, và cũng có một số người á thì giống như gia đình mình à, hôm nay á, là buổi sáng là mình chỉ múc ra hai tô thôi mình chừa chiều hai tô à, vì thế mà chừa cho tới chiều thì mình cần cái lượng nước nhiều hơn vì đến chiều thì bánh canh nó sẽ đặt lại vì thế mà mình không bớt nước ra còn nếu bạn nấu xong và múc ra liền cho gia đình ăn thì bạn bớt cái lượng nước lại để nước và cái bây giờ điều chỉnh lượng nước cho vừa vặn ha rồi mình sẽ cho hết cái phần tôm mà mình đã phi vàng đều ở trong à, hành rồi đó các bạn thấy tôm màu đẹp không với cái cách nấu như thế này nó rất là dễ dàng cho bạn luôn lỡ bột nhão thì mình thêm tí xíu bột khô mình nhồi đến khi nào dẻo mịn và khi luộc bánh canh chín rồi thì nếu nước nhiều thì mình bớt ra Trước khi mình cho tôm vào thì mình đảm bảo cái hương vị, cái ngọt của tôm ha và cái nước súp của mình nó ngon, nó đậm đà. Tiếp theo là mình vớt bọt xong thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Nước cốt dừa thì mình sử dụng cái dạng kem vì thế mà mình vớt hết cái phần béo và cái phần nước trong lon thì mình bỏ. Nước cốt dừa nhiều hay ít tùy sở thích của từng nhà béo nhiều hay béo ít cũng tùy sở thích nha các bạn nếu các bạn nào sử dụng dừa khô tại nhà thì mình lấy cái phần nước dảo mình bớt cái nước lạnh khi mình luộc bánh canh lại các bạn lưu ý và uyển chuyển cái phần này khi mà nước cốt dừa cho vào rồi chỉ cần sôi đều lên là mình múc ra tô nếu mà bạn nào muốn ăn nóng sôi và tắt bếp là múc ra tô liền thì khi này bạn nhìn cái nước nó có cái độ loãng còn nếu như bạn chờ khoảng nửa tiếng hay một tiếng sau nó còn nóng mà nóng vừa vừa đó chứ không phải ấm nha thì mình ăn thì cái nước nó sẽ sệt hơn thì tùy sở thích của từng nhà và các bạn chọn theo cái ý thích của mình đến đây cái món bánh canh tôm bột sắc nước cốt dừa của mình đã xong mình chúc cho các bạn luôn luôn vui khỏe và nấu ăn thật ngon nếu yêu thích nhớ ủng hộ mình cảm ơn rất là nhiều nhé